Hãng tin Reuters dẫn lời nhà chức trách Ukraine cho biết có hai tên lửa của Nga đã bắn vào một trung tâm mua sắm đông đúc ở trung tâm thành phố Zhemenchu trong ngày 27 tháng 6, làm ít nhất 13 người chết và 50 người bị thương, còn tòa nhà bị cháy lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có hơn 1.000 người có mặt tại trung tâm mua sắm vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Khó lòng tưởng tượng được con số nạn nhân, không thể trông chờ vào sự nhân đạo của Nga. Sergei Zhu, người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine, cho hay 16 người đã thiệt mạng, 59 người bị thương, trong đó 25 nạn nhân phải nhập viện. Quá trình tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin. Zhemenchu là thành phố công nghiệp với dân số 217.000 người trước khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Đô thị này nằm bên bờ sông Dnipro, là nơi đặt nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ukraine. Một số cơ sở công nghiệp tại Zhemenchu từng bị lực lượng Nga tập kích bằng tên lửa hồi tháng 4. Từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2, quân đội Nga thường xuyên sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tấn công vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như nhà máy quốc phòng và cơ sở công nghiệp của nước này. Giới chức Mỹ hồi cuối tháng 5 cho rằng Nga đã phóng tới 1.500 tên lửa trong vòng 3 tháng xung đột, đồng thời đánh giá chiến sự Nga-Ukraine là thời gian các bệ phóng tên lửa hoạt động với công suất cao nhất từ sau Thế chiến II. Các cuộc tập kích gần đây được giới chuyên gia phương Tây nhận định là bằng chứng cho thấy Nga có khả năng tấn công bất kỳ phần nào của Ukraine, ngay cả khi Moscow đã chuyển trọng tâm sang chiến trường ở phía đông Ukraine. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Đa Chiều để cập nhật các tin tức nóng hổi mỗi ngày.